Sáng nay đi từ chỗ tay mình chỉ vòng một vòng, vòng qua mấy quả núi, vòng ra đây. Giờ còn lâu nữa về nhà. Trời nắng quá. Không thì ui, đi bộ một lúc mà mệt quá. Đi đúng một vòng ấy nhỉ. Sáng là đi được 70 cây đấy. Nhưng mà bây giờ muốn về nhà nhá. Xuống đường mòn kia, xuống cái bản mông đây này, một phát xuống kia luôn. Đi bộ cái gì? Đi xe. Đi được không? Đi được. Ờ thế đi. Nhưng mà sang bên kia tao bảo sơ mày xuống cốc sản đảo van. Ờ thế cũng được. Cứ đi đường nào dễ đi chứ. Đây, đây, đây à? Ngay trước mặt tay tôi chỉ là bản nghề mông à? Đây, 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 đây. Bản nghề mông các bạn ạ. Bên kia là bản nghề dao. Đây. Quá đẹp luôn các bạn. Sáng đi vòng từ bên kia. Giờ nhìn lại mình lại mình quá. Các anh em tôi các bạn này. Cho lon nước đi. Đi mười mấy cây số mới quán nước. Rách dép bố rồi. À. Đi bộ có một tí các bạn. Phá đôi dép. Ngồi chỗ lắng ngàn à. Bỏ húc. Thấy đằng trước là chỗ này đẹp hết nhỉ. Tí lại đi cái đường mòn này đúng không? Cho cái bánh nào. Bánh các bạn nhìn đầu chưa? Bánh quy hình mặt trời. Thôi tôi vài chỗ dầm để ngồi. Ngồi lắng hết chịu. Ô, ngồi chỗ dầm dầm à. Không chỗ nào dầm dầm hơn à. Ngồi vẽ đường ăn này. Ui, đói quá, 12 giờ rồi. Ăn bánh hoa mặt trời. Những lon nước. Tí xuống kia ăn tiếp. Một trăm phần trăm đường kính bánh này. Ô bánh này, bánh này sản xuất dưới Hà Nội. Đói ngon lắm. Ăn được nhờ. Hay là đói không biết nữa. Thổi là bay phấp phới luôn nhá. Các bạn nhỉ? Đấy, thấy chưa? Bay hết đi rồi. Ngon. Nhiều đường kính quá, ngọt. Bao cây đã ra đường quốc lộ Hưng rồi? Bao nhiêu cây đã ra được đến đường quốc lộ á? 40 cây nữa mới có mặt ngoài đường quốc lộ các bạn em. À, thế đi vòng đường này phải hơn 100 cây à? Vòng nào? Hả? Vòng nào? Đi từ lúc buổi sáng bắt đầu đi. Đến đây á? Ờ. Thế thôi á? Bạn đi xa thế 35 cây mới dở. Chỗ này ít nhà dân mà. Dạ. Yeah. Hả? Ăn cái này ngọt. Này, uống một húc. Tí khát nước. Ơ cái quán kia lúc tôi hỏi nước lọc bà ấy bảo cái gì ấy? Cái quán ở chỗ cổng, cái chỗ bản này. Tôi hỏi là mua chai nước lọc ấy mà bà ấy bảo cái gì mà bảo lấy bộ húc á.
Mày không biết nghe? Biết nói không biết nghe? Để tao hỏi thật. Có xe à? Thôi ăn nữa các bạn nha. Ăn lấy sức còn đi 40 cây nữa. Con đường này bằng thật mới đi được. Bạn nhờ mày đừng bỏ hợp đừng đâu vào tao. Ăn gì sao với thế giới con đường này. Đoạn lúc đấy còn nguy hiểm hơn nhiều, nhưng không dám quay. Quay sợ các bạn không dám xem. Đường nó dốc và mày bé cũng không được 20 phân. Con đường đẹp chưa? Dốc quốc lộ 1A. Chân bên đồi thôi. Đoạn cua nguy hiểm nhất. Chống chân bên này là hụt đấy bạn ơi. Đoạn cua nguy hiểm nhất các bạn nhé. Thế mà dân ở đây vẫn đi được là giỏi đấy. Hay lái lụa hả? Vừa đi bên kia kìa các bạn ạ. À, vòng về nhà thôi. Xuống bậc thang bên kia có một con đường men còn nắng thế. Này xe rượu không đi nữa. Xe lúc nào cũng phải cài số 1 đó. Đoạn này không phải đường á. Đoạn này không phải đường đâu. Đi được không? Không có xuống. Mày cứ yên tâm. Chưa. Tay lái lụa. Không phải đâu. Con đường này là không phải đâu á. Rượu mà đi được đường này mới gọi là giỏi nhá. Vực kìa các bạn, vực sâu ấy. Đẹp hết. Gọi ra đây lại ngon rồi. Trong này vẫn còn có nhà. Không sao. Thân ăn á. Vâng vâng. Vâng. Nó ra phơi lắng đấy. Đây là nhà này. Đường xuống nhà này. Đường xuống nhà. Nhà đây quan nhé. Chỗ kia là phơi thóc. Đường càng nguy hiểm bao nhiêu đi phải thận trọng bấy nhiêu.